Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, ngày 12 tháng 9 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất, ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới lại quay đầu suy giảm, giảm khoảng gần 4 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 0,21%. Hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 1.712 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.712,24 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.720,08 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu suy giảm với tỷ lệ giảm là 0,19%, giao dịch ở mức 108,765 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xu hướng giảm với tỷ lệ giảm là hơn 1%, giao dịch ở mức 21.588 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,39%, giao dịch ở mức 3,327% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô thời điểm này cũng quay đầu giảm với tỷ lệ giảm là 0,94%, giao dịch quanh ngưỡng 85,360 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục giảm hướng về vùng 1.700 đô la Mỹ trên một ounce trong bối cảnh đồng đô la Mỹ duy trì ở mức cao trong vòng 20 năm. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên, hiện tại đang giao dịch khá ổn định quanh mức 3,3% trên một năm. Đồng thời, thì việc thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản trong đợt điều hành tới cũng tạo áp lực lên giá vàng. Theo dự báo của CME, có khả năng 86% Fed sẽ tăng lãi suất 0,75% trong kỳ họp cuối tháng 9 này. Dù rằng giá vàng trong tuần vừa qua cố gắng phục hồi, song nhiều nhà phân tích vẫn rất thận trọng vì bất ngờ vẫn luôn ở phía trước. Nhiều ý kiến chuyên gia kinh tế cho rằng giá vàng vẫn còn quá nhiều bất ổn và nó có thể giảm mạnh nữa nếu mức 1.680 đô la Mỹ trên một ounce không thể giữ được. Theo nhà phân tích độc lập Rothman nhận xét, thị trường vàng tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm của các quỹ hoán đổi danh mục và khối lượng giao dịch trên thị trường kỳ hạn của Mỹ cũng tiếp tục giảm. Điều đó thì cho thấy khả năng giá vàng khó có thể duy trì được đà tăng. Các chuyên gia kinh tế cho rằng để vàng có thể chuyển sang xu hướng tăng thì nó phải vượt qua được ngưỡng kháng cự 1.800 đô la Mỹ trên một ounce, nhưng đây sẽ là thử thách rất khó khăn. Với mức giá hiện tại là 1.712 đô la Mỹ trên một ounce, giá vàng thế giới tương đương khoảng 49,1 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn giá vàng SJC rơi vào khoảng 18 triệu đồng trên lượng và thấp hơn giá vàng trang sức khoảng gần 3 triệu đồng trên một lượng. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đầu tuần ngày 12 tháng 9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào ở mức 66,15 triệu đồng trên một lượng và bán ra ở mức 66,95 triệu đồng trên lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng so với ngày cuối tuần. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng ghi nhận mức tương tự khi mà được giao dịch quanh mức 51,05 triệu đồng trên lượng theo chiều mua và 51,95 triệu đồng trên lượng theo chiều bán. Với biên độ chênh lệch giá mua và giá bán duy trì ở mức cao khoảng 900.000 đồng trên một lượng. Như vậy là giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tiếp tục biến động trong biên độ hẹp và quanh mức 67 triệu đồng trên một lượng đối với vàng miếng SJC. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm đầu tuần được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.253 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 10 đồng trên một đô la Mỹ so với ngày hôm qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại thì giao dịch quanh vùng 23.410 đồng trên một đô la Mỹ theo chiều mua vào và 23.690 đồng trên một đô la Mỹ theo chiều bán ra, ổn định so với cuối tuần vừa qua. Còn với giá đô la Mỹ tự do tại chợ đen, mua vào ở mức 24.080 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra ở mức 24.160 đồng trên một đô la Mỹ. Như vậy là giảm nhẹ 10 đồng trên một đô la Mỹ tại chiều mua vào, tăng nhẹ 20 đồng trên một đô la Mỹ tại chiều bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch trưa chiều hôm nay, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Thời điểm này thì giá vàng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bố số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác vẫn duy trì xu hướng giảm nhẹ quý vị và các bạn nhé. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra thời điểm này đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên một lượng.
SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.610.000, bán ra 6.692.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000, giảm 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.615.000, bán ra 6.685.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.605.000, bán ra 6.687.000, giảm 3.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Phú Quý SJC mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.616.000, bán ra 6.689.000, giảm 4.000 ở chiều mua vào, giảm 6.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.625.000, bán ra 6.660.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào, giảm 20.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.580.000, bán ra 6.680.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.590.000, bán ra 6.690.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không thay đổi. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.605.000, bán ra 6.685.000, giảm 5.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.615.000, bán ra 6.697.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Hiện tại thì điều chỉnh giảm nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra thời điểm này vẫn duy trì trong khoảng 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.610.000, bán ra 6.692.000. SJC Huế mua vào 6.607.000, bán ra 6.693.000. SJC Bình Phước mua vào 6.608.000, bán ra 6.692.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.612.000, bán ra 6.695.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.610.000, bán ra 6.692.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.608.000, bán ra 6.692.000. Cuối cùng là giá nhận biểu số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì cũng điều chỉnh giảm nhẹ trong khoảng từ 20 cho đến 50.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 2.000 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận biểu số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.100.000, bán ra 5.190.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.090.000, bán ra 5.150.000. Vàng 24K mua vào 4.969.000, bán ra 5.099.000. Giảm 5.000 ở chiều mua vào và bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 18K mua vào 3.677.9 nghìn, bán ra 3.877.9 nghìn, giảm 3.700 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 2.817.8 nghìn, bán ra 3.017.8 nghìn. Vàng 10K mua vào 1.962.8 nghìn, bán ra 2.162.8 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.